và cái kết là cái gì? Rio chơi. Qua kênh mình của ông nào đi chơi Valentine đến tận sáng mới về không nhở? À đến tận trưa không nhở? Chết dở luôn ý. Hello anh em nhá. Nay thì chắc là TV chính tôi sẽ xem cái trận đó. Còn phụ phụ thì Ủa? Gì vậy? Gì vậy? Nay có kèo anh em ơi. Có nên làm tí bạc để nhờ. Tại vì lâu rồi mình cũng không nạp cho anh em xem. Nhưng giờ này hết tiền rồi. Trời ơi, mình nghèo lắm. Nay rằm nạp Phật độ. Tiếp. Nào anh em, đến 500 nay mình chơi 1000 vòng Lucky Ball à. Quẹt thẻ luôn à. Enjoy moment đi các bạn. 100 nữa. Đấy, 4 củ mốt. Ủa tính là sự kiện ủa Lucky Ball này đắt ta. 4 củ mốt một nửa. Rồi xong. Tốt 150 nhìn hơi a đuổi á. Rồi con này lấy 200 rồi. Tôi không thích mùa UCL lắm. Tại vì UCL là bị tặng giá quá rồi. LH chỉ được 200 này. Cái mùa UCL bị cái sự kiện gì nhở? Sự kiện gì xả nhiều quá nên giá nó không còn ngon. Tiền lương anh đi chơi với Yumikami. Cái đéo lại Mikami. Con mẹ. Ôi. Yo. Xem được bao nhiêu tiền nào. Tại vì hết tiền ấy. Nhìn ít tiền nó cứ bí bí. Nhà mình lại mong ra CR7. Sao? Uầy, 380 50. Nhiều tiền phết đấy. 42 tỷ này. Trừ đi 1 tỷ của tôi là 41 tỷ. Đấy, nửa vòng được 41 tỷ. Nhiều vãi chưởng ạ. Cái này cũng ra được nhiều phôi cho mình nha. 6 gói 101 này. Cái gì cho tôi đồng phục Valentine làm cái gì? Trời ơi. Lấy cái đồng phục Valentine. Quả tim. Đi nghĩa vụ quân sự về thấy anh Quang có nhiều khiếp. 2 năm nữa mà anh có lời mới có người yêu thôi á. Các ông về 2 năm nữa tôi phải có con rồi mới đúng nhá. Ui. Đó vậy. Đầu stream cái gói bên membership thì ra kèo Bruno Fernandes. Wow. Cái này là mình chuyển sò đấy anh em ơi, gói chuyển sò đấy. Đây này gói 99 này. Trời ơi, chuyển sò gì mà hàng hiệu vậy. Ôi, có vẻ như 44 triệu ngày hôm nay là chất lượng rồi nha. Gói gì đây? Nào. Ra đoạn cuối nhá. Mở. Tôi bỏ cái top 150 để tôi chơi cái kèo này. Đi năng à? Trời ơi. Như một lời gà gẫm vậy. Đấy không thấy không? Tôi mà lấy cái kèo kèo cộng 8 thì làm sao ra được 30 tỷ. Nó gà anh em ạ, nó gà. Sao lại điểm ăn u thua? Khi nào tôi mở được cộng 8 thì không mới xét cái kèo như vậy được. Đúng cái còn trong đội không có cơ. Trời ơi. Thế cho nó cẩn thận. Mồm đấy nhở. Ferdinand lại số 88. Nhìn số 88 là các bạn nghĩ ngay đến cái gì. Đợt mới về Nemo thì vodka 88 khá là chiến. Ok à. Cái gì mà 88 là còng số 8 suy ra Greenwood. Trời ơi. Lại hồn. Tính là bây giờ mình đã có phôi của cộng 4 rồi. Nghĩa là đã có những kèo phôi 109. Mà sao xịt nhiều vậy? Trời ơi. Lại còn số 678 nữa. 678. Chỉ số 109 à.
tín hiệu gì từ vũ trụ đây anh em ơi. Xong rồi anh em ơi, mẹ lọc cái gói 200 này lâu vãi trưởng ạ. Mở rồi, ngày hôm nay đầu tư cái gói 200 này và cái kết là cái gì? CSG CSG là Juventus 25.3 tỷ, chả liên quan mẹ gì cả. Ông số 17 này nó không thể nào là Henry được. Ui, tôi xếp cái chỗ tiền đạo đấy các bạn. Là CSG đoạn đầu nhá. Số 17 này thì mùa LH không kiểu nào không, nhưng mà kiểu này cũng được rồi. Không chê, không nên chê kiểu này. Anh Quang thử con này đi, con này sút ảo. Ô, em nói về cái khả năng sút của CSG thì anh nghĩ là hơi bị thừa. Tại vì là CSG là một trong những chiến thần dứt điểm, ông hoàng đánh đầu, khả năng chọn vị trí bẩm sinh và tỷ lệ mắn bàn cực kỳ cao, lại còn 6 sao kỹ thuật nữa. Nếu như chúng ta gắn cho một cái ma tốc độ ấy thì CSG không khác gì dô béo. I like it crazy. Không, nhưng đập kiểu này không nên đập to quá, hai vạch thôi. Hai vạch. Đấy. Yeah. Hai vạch. Hai vạch như nào? Trời ơi, 130 tỷ. Muốn có những công thức đập thẻ hay, hãy đến với anh Quang. Tiếng trực thăng thì anh Quang ơi, má anh cầm súng anh bắn trực thăng rồi em ơi. Ở đây chỉ có nổ thôi. Trước em nạp 2 lít hẳn 10 tỷ à. Đó. Là ui Jorginho này. Ác anh chơi full sự kiện á. Anh chơi full lucky á. Ui. Chúng ta phải đấm Madden 5 rồi. Mày. Nào. Cày lắm rồi Madden 5 rồi, xin đấy. Tầm này đéo có là cơ hội nữa đâu. Phải đấm rồi. Trời ơi. 4 vạch. Em xin phép đi năng. Uầy, mẹ nổi da gà vãi. Cái gì vậy Quyền ơi? Quyền donate 1 chia. Cái gì vậy? Chơi sự kiện đi anh. Cảm ơn Quyền nhá. Quyền donate 1 chia. Quyền donate lắm vậy. Trời ơi, Quyền donate nhiều vậy. Nhưng mà chơi sự kiện nào? Tỷ phú cũng được. Ok em nhá, chơi tỷ phú nhá. 1 triệu tỷ phú đi. Để một màn gọi là tài trợ phôi. Đừng 200 nữa. Xin đấy, đừng 200 nữa. Trời ơi à. Cuộc đời sao mà éo le. Oh man. Đừng 200 nữa. Cứ 200, 200 rưỡi thôi mà. 11 gói 200 rồi đấy. Thở bay đi anh. 10 tỷ. Cộng thêm cả mấy gói nữa mà. 10 tỷ. 6 tỷ. Tinh tinh. Trời ơi, mày quá. Được. Được. Wow. Cảm ơn Lộc donate 1 triệu nhá, cảm ơn em nhiều. Em ơi. Lộc ơi, lại donate 1 triệu làm cái gì? Trời ơi, Lộc ơi, anh xin Lộc. Muốn mình nạp, nhưng lại mong mình xịt. Ôi trời ơi, lúc xịt phép đi năng thì mới cười vãi cả bìu luôn. À. Bố lại mày, trời ơi, xin đấy. Trời ơi, xin đấy, đến lúc này cứ lên con. Hết sạch rồi đấy. Tú nhập. Nếu không còn đồng nào. Đấy. Lượt cuối cùng. Anh có run không? Không. Nick của mình thì anh em biết rồi đấy. Mình đập nick mình thì mình cứ nhất là mình chả sợ. Ai chả bị tâm lý. Lên thì lên, xịt thì xịt.
Lên lại buồn cười. Thôi thôi ông cất cái mồm ông vào. Ổn em ơi, ổn em ơi. Thành bại tại Ferdinand. Ba hủy, ba đập. Ngày hôm nay Rio Ferdinand đã mang lại cho chúng ta quá nhiều những cung bậc cảm xúc. Từ những màn đập thẻ căng thẳng đến những màn cười sảng khoái của anh em. Nhưng bây giờ là lúc để chúng ta chứng kiến đội hình của Vodka Quang có thêm một chiến thần mới. Ba hủy đầu tiên này. Một. Hai. Ba hủy. Batten, Müller, Ferdinand, Gelbert và Barca. Anh em nào còn xui cho mình xin một con mèo nhá. Con mèo may mắn à. Ba hủy, ba đập. Một cái kèo huyền thoại rồi. Ba đập. Một. Hai. Rio. Chơi. Phát. Ui, kìa, ba nó về bốn rồi đấy. Thôi, giải tán. Thôi rồi, cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn anh em. Nếu anh em đã đồng hành một kèo bùng nổ. Thảo, Quyền có muốn chơi kèo gì không nào? Làm phát bùng nổ nào. Nào. 13. Lấy vía ra ba lắc e bé cộng 6. Bye bye à. À, xin đây. Ủa, gì vậy? Lại vậy? Trông cũng ra gì nhờ? Victor Baia. Querelio Osenderson. Anh đoán bao giờ ra mùa 21 á? 21U khả năng cao là cuối tuần này. Ai cần ôn? Ra đi ôn nữa đi. Nào. Ui Zidane. Cái đéo gì vậy? Trời ơi, gói Oscar Zidane. Lộ đúng 40 tỷ luôn mà. Oh, đỏ vậy. Không, cộng 8 vẫn không thể xét được cái kèo đêm nay anh em ạ. Zidane 19U này. Mở. Ui dồi ôi, thủ môn. Ơ, Barca. Neto à. Kèo này đêm nay kéo đá. Nó vẫn chưa có một cái tên nào mà nó kiểu liên quan đến tên này ta. 8 toàn trốn thôi. Đây thì sao? Rồi, chế 2 cũng không chưa mới quá. Ui, Cantona này. Được. Đỏ. Uầy. Cantona cũng nóng này. Mà đá để sút thì có gãy người à. Bỡ. Nào. Cái tên nào sẽ xuất hiện? Đó là Chelsea số 5 Jorginho. Chelsea đêm nay lại không đá. Tốc độ 79, sút 90, truyền 106.